Chào cả nhà mình nha. Cả nhà ơi, hôm nay Hạnh sẽ vào bếp và làm một cái món ăn vặt rất là ngon, hấp dẫn, mới lạ để chia sẻ đến cả gia đình mình nha. Thì bắp xào thì chắc đã không có xa lạ gì với tất cả mọi người rồi, đặc biệt là những cái người mà thích ăn vặt nè, trẻ em rồi đó. Nói chung là mấy bé rất là thích cái món này. Thường thì người ta sẽ làm bắp xào với lại con ruốc nè, bắp xào cao cấp hơn nữa là có tôm khô nè, rồi bây giờ người ta còn biến tấu với lại bắp xào trứng muối nữa cả nhà. Ngày hôm nay thì Hạnh sẽ kết hợp giữa bắp xào với lại cũng vẫn là cái con ruốc như thông thường, nhưng mà Hạnh sẽ phối thêm một ít cái phần khô mực xé sợi như thế này nữa cả nhà, để mà mình thêm cái topping cho cái món của mình nó hấp dẫn hơn, cũng như là nâng cao cái chất lượng của nó hơn, và thêm một ít cái phần phô mai lát nữa để tăng thêm cái độ béo cho cái món ăn này. Thì món này làm rất là đơn giản luôn cả nhà ơi, nguyên liệu thì cũng dễ tìm luôn, ngay trong cái gian bếp của nhà mình, chỉ cần mình bỏ ra một chút thời gian thôi thì mình đã có thể có được một cái món ăn vặt an toàn, tiện lợi, đầy dinh dưỡng cho gia đình cũng như là cho các bé rồi. Bây giờ thì mời cả nhà vào bếp với Cơm Quê Miền Tây để mình cùng thực hiện cái món ăn này nha. Đây là tất cả những cái nguyên liệu mình cần phải chuẩn bị cho cái món bắp xào, phô mai và khô mực. Bắp thì khi mà mình mua thì mình đừng có lựa cái, mình nhớ mình lựa những cái bắp mà cho nó hơi chắc hạt một tí ha, hạt nó to và nó vàng như thế này nè cả nhà, thì mình xào nó sẽ ngon hơn. Còn mình nhớ mình mua cái bắp mới ha, bắp mới thì nó sẽ ngọt hơn đó cả nhà. Bắp cũ mà để qua ngày rồi nó bị héo đó, nó không còn ngon, không còn ngọt nữa. Mình chuẩn bị ở đây Hạnh có hai con khô mực gọn gọn như thế này nè. Khô mực thì tùy thích mình nha, mình thích ăn nhiều thì mình cho nhiều. Một ít hành lá, hai cái tép tỏi nhỏ nhỏ, bơ Tường An. Mình dùng loại bơ lạc nào cũng được nha cả nhà. Và phô mai lát, hôm nay thì anh sẽ dùng phô mai lát ha. Mình thích nhiều thì mình cho nhiều. Thêm một vài cái con ruốc sấy nữa cho nó ngon. Ruốc sấy thì mình mua hiệu nào cũng được, mình có thể mua ở chợ hoặc là siêu thị gì đều được nha cả nhà. Rồi mình sẽ đi lọt cái phần bắp này, rồi mình tách hạt. Sau khi lọc vỏ xong thì bây giờ mình sẽ tách hạt nha. Mình sẽ dùng cái dao nè, mình tách một đường trước. Cái hàng đầu tiên thì nó khó rồi cả nhà, do nó chặt. Mình tách được cái hàng đầu tiên rồi, những cái hàng sau rất là đơn giản luôn. Những cái hàng sau á thì mình chỉ cần lấy cái tay của mình nè, mình làm như thế này thì bắp nó đã ra hết rồi nè cả nhà. Cái này mình nhờ mấy bé ở nhà mình á giúp mình á cũng được nữa, tập cho mấy bé làm luôn. Bây giờ Hạnh sẽ nhờ con gái của Hạnh. Con chào cô chú đi con. Con chào cô chú. Rồi con làm tiếp đi. Con làm thấy dễ không? Hơi dễ dễ. Thời gian mà chờ lãi bắp thì bây giờ mình sẽ đi băm hành tỏi. Mình sẽ băm nhuyễn cái phần tỏi nè và sắc nhuyễn hành lá. Hành lá thì mình sẽ sắc nhuyễn nè. Tiếp theo thì bây giờ mình sẽ đi nướng cái phần khô mực. Khô mực thì chắc là ai cũng biết nướng rồi, nó rất là nhanh chín luôn đó cả nhà. Nướng cho con khô nó cong lại như thế này, nó cuốn tròn lại như thế này là nó chín rồi đó cả nhà. Cho nó vào trong cái miếng giấy mình cuốn tròn nó lại, rồi mình đập cái chài, rồi mình để nó lên thớt á, mình đập mạnh để cho nó mềm á, nó bung cái khét ra và cái khô nó mềm dễ xé đó cả nhà. Sau khi mình đập cho cái phần khô của mình nó mềm ra rồi đó, thì mình sẽ đi xé khô của mình nè. Mình sẽ xé ra sợi nhuyễn nhuyễn mỏng mỏng á cả nhà. Xé càng nhỏ thì khô của mình thì cái món này của mình nó sẽ càng ngon nha. Mình xé cho nó tơi ra từng sợi luôn. Mình chịu khó mình xé cho nó nhỏ nhỏ một tí. Khi mình ăn thì nó sẽ mềm hơn. Mình xé nhỏ cho nó tơi như vậy nè. Nguyên liệu đó chuẩn bị xong rồi, bây giờ mình sẽ đi xào bắp nha cả nhà. Mình sẽ cho vô trong chảo là khoảng chừng một muỗng canh dầu ăn.
Dầu sôi thì mình sẽ cho cái phần tỏi băm luôn. Đầu vàng thơm thì mình sẽ cho hết cái phần bắp mà mình đã rảy một luôn nè cả nhà. Cái lượng bắp này thì tùy thuộc vào cái khẩu phần ăn của gia đình mình mà mình có thể gia giảm nha cả nhà. Bắp ở trên lửa lớn. Bây giờ Hạnh sẽ cho gia vị cho bắp nè. Hạnh sẽ cho vào trong này là một muỗng canh đường, tươi hạt nêm. Tùy thuộc vào cái con ruốc của các bạn dùng á, nó có cái gia vị như thế nào mà mình sẽ điều chỉnh lại cái lượng gia vị trong cái món này nha. Tại vì có một số con ruốc á cả nhà thì nó sẽ bị nó có cái vị mặn nhiều, còn có một số con ruốc thì nó sẽ có cái vị ngọt nhiều. Nên là tùy theo cái con ruốc mà mình sử dụng á là mình sẽ điều chỉnh. Xào cho cái hạt bắp của mình nó gần chín rồi đó, thì mình sẽ cho vào trong bắp này hai muỗng canh bơ. Thì bơ thì mình không có cho vào cái lúc ban đầu nha cả nhà, tại vì bơ mà mình xào lâu quá ở trên bếp á thì nó cũng sẽ mất đi cái mùi thơm nữa, cho nên là đợi bắp sắp chín á, bắp chín rồi thì mình mới cho bơ vô ha. Mình cho bơ vô thì giờ mình sẽ xào tiếp cho cái phần bơ của mình nó chảy ra, nó hòa quyện vào trong cái hạt bắp, thì như vậy thì bắp của mình nó sẽ thơm hơn. Khi cái phần bơ của mình nó đã tan hết rồi, nó hòa quyện vào trong bắp rồi, thì mình sẽ tiếp tục mình cho cái phần con ruốc vô nè cả nhà. Thì con ruốc này thì tùy thích ha, mình thích ăn nhiều thì mình cho nhiều, hoặc là tùy theo cái độ mặn nữa. Nếu như mà con ruốc của mình là cái dạng mặn á, thì mình cho vừa phải thôi nha cả nhà. Còn nếu như con ruốc của mình là cái dạng ngọt vừa ăn á, thì mình có thể cho nhiều được. Sau khi cho ruốc vô và xào cho nó đều lên rồi đó, thì mình sẽ cho cái phần hành lá. Mình xào vài phút là cái hạt bắp của mình nó chín rồi, mình mà xào lâu quá đó là cái bắp của mình nó sẽ bị teo á, nó không có ngon nha cả nhà. Mình cho hành vô thì mình cũng tắt bếp luôn. Bắp rang ngoài cái dĩa rồi nè cả nhà, thì nhân cái lúc mà bắp còn nóng đó thì mình sẽ cho cái lát phô mai của mình lên luôn. Món này thì mình có thể cho phô mai lát hoặc là phô mai sợi gì đều được nha. Nếu thích thì mình cũng có thể cho phô mai con bò cừu được luôn á cả nhà. Và bây giờ thì Hạnh sẽ cho thêm một ít cái phần khô mực lên trên nè, khô mực mà đã xé sợi lên trên nè đó, cho thêm một ít cái con ruốc lên nữa cho nó hấp dẫn đó. Như vậy là cái món bắp xào phô mai tôm bắp xào phô mai với khô mực của Hạnh ở đây là xong rồi đó, rất là hấp dẫn luôn cả nhà thấy không. Thì với một chút cái biến tấu này thì hy vọng là mọi người sẽ có được một cái món ngon cho gia đình mình, đặc biệt là các bé ha. Các bé thì nó rất là thích cái món bắp xào luôn á cả nhà. Thường thì mình mua ở ngoài hàng thì nó sẽ không có chất lượng bằng như mình làm ở nhà đâu ha, cho nên là cả nhà thử vào bếp và mình làm cái món này để chiêu đãi gia đình mình xem sao nha. Thì rất cảm ơn cả nhà đã xem hết clip và mong được cả nhà ủng hộ bằng cách like video, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ kênh đến người thân và bạn bè để Hạnh có động lực chia sẻ thêm nhiều video hay hơn nữa, hấp dẫn hơn nữa gửi đến cả gia đình mình nha. Và mọi người cũng đừng quên ấn vào nút cái chuông cũng như là để lại bình luận để Hạnh sẽ hoàn thiện hơn ở những video sau. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà và chúc cả nhà một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thành công, may mắn, hạnh phúc. Bây giờ Hạnh sẽ ăn thử cái phần bắp của mình nha. Mình sẽ múc một miếng bắp vừa có phô mai nè, vừa có con ruốc và vừa có khô mực luôn. Cái phần gia vị cho vào bắp với cả nhà nó rất là vừa phải luôn, vì đây là món ăn vặt á, cho nên là mình không nêm quá nhiều gia vị ha. Bắp thì vẫn còn giữ được cái độ giòn, cái bắp nó còn mới mà mình xào vừa chín tới đó cả nhà. Bắp giòn và rất là ngọt luôn. Khi mà mình nhai chúng cái phần khô mực á thì nó dai dai nè. Mình nhai một hồi thì cái phần khô mực nó rất là ngọt luôn, thơm nữa cả nhà. Phô mai thì béo béo mặn mặn. Nói chung là tuyệt vời, ngon lắm cả nhà. Mình vào bếp làm cái món này đi, Hạnh nói thiệt luôn á, không có thất vọng đâu.